tháng một tí. Mà em sẽ chọn một người con gái không xinh. Tuy là không xinh, với mọi người em không biết là có xinh hay không, nhưng với em là đẹp, là xinh. Xinh ở cái gì mọi người biết không? Xinh ở cái gì mọi người biết không? Xinh ở cái tâm này, xinh ở cái đầu này. Đấy mới là người con gái em thích. Chứ còn xinh, các cụ nói rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng không ạ? Tốt gỗ thì mọi người hiểu không? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng không ạ? Chứ bây giờ sinh thì ai muốn vợ mình xinh, vợ mình đẹp, đấy là nói thẳng luôn. Chả thằng đàn ông là muốn vợ mình xấu cả, đúng không ạ? Nhưng xinh và xấu nó là hai định nghĩa mà ít người giải thích được. Xinh ở cái gì và xấu ở cái gì, đúng không ạ? Ít người giải thích được cái đấy lắm. Không phải là cứ mặt đẹp là xinh, người đẹp là đẹp, không đâu ạ. Nó chỉ đấy, nó chỉ là đẹp ở bên ngoài thôi. Và những người như vậy chỉ để ngắm thôi. Còn những người mà vừa xinh ở ngoài, nói chung là vừa đẹp và nhan sắc, vừa đẹp về tâm hồn thì ít lắm. Mà những người như thế thì em nghĩ là em không với được. Bởi vì em xuất thân từ con nhà nghèo nên em không với được. Hiểu không vợ? Hiểu không? Cái gì thế mà múa quạt? Hả? Hiểu không? Cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói vì vì phây phây này. Hiểu không? Phây này. Ừ. Không, không xem xem boy hot girl. Hiểu không? Ừ. Không xem xem girl beautiful. À. Ừ. Như là vì đẹp này. Ừ. Hiểu không? Vì thông minh. Không thông minh. Không xem xem. Ừ. Nè. Vì body không nè. Hiểu không? Ừ. Tại sao vì body? Ừ. Vì đẹp nè. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Tại sao cười? Hiểu không? Đẹp cái gì? Big à? Tim. Big. Tim. Ô tim. Ờ. Tim đẹp. Hiểu ừ. không? Suy nghĩ good. Suy nghĩ cho mình. Hiểu không? Vượt qua đến một ngày. Vì 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 xem anh Đạt gia đình nghèo. Hiểu nghèo. Không? Ừ. Ờ, làm việc. Làm việc nhiều. Money, money. Vì làm việc vì có money. Vì không không xin tiền bố mẹ. Hiểu không? Ok, anh Đạt, anh Đạt xem vì không đi học nhiều. Anh Đạt có, anh Đạt không đi học nhiều. Hiểu không? Ờ, như anh Đạt làm việc. Anh Đạt làm việc. Hiểu không? Anh Đạt làm việc, anh Đạt có money. Xem vì. Hiểu không? Anh Đạt không xin tiền bố mẹ. Hiểu không? Đúng. Hiểu không? Không. Anh Đạt không không tức giận. Anh Đạt buồn cười. Happy. Tại sao? Tại sao Vi không hỏi tại sao? Tại sao? À, acid rốt nát. À, à, xin tiền bố mẹ. Good. Rốt nát. Không biết làm việc. Hiểu không? Đúng. Ừ. Làm việc good, làm việc money nè, hiểu không? Có money. Không làm việc xin tiền bố mẹ nè, acid good. Anh Đạt không good. Anh Đạt không thích. Anh Đạt không thích xin tiền bố mẹ, hiểu không? Phi không xin tiền bố bố. Bố không có, mẹ ừ. có ừ. Không mẹ, mẹ không money. Đúng. Không có. Phi làm việc give mẹ money. Đúng, give mẹ nhà. Phi give nhà. Ba. Mạ tung. Ba. Đúng. Đấy, bây giờ nha.
các bà cứ mang Vi ra để so sánh đúng không? So sánh với ai thì chắc là fan của người đấy biết. Không, anh Đạt không nói nên. Ừ. Anh Đạt nói acid. Ừ. Fan fan này này này, hiểu không? Ừ. Nhá. Bây giờ các bà cứ bảo là so sánh Vi với cả người ta là không đẹp bằng người ta đúng không? Không nhà không được đi học nhiều bằng người ta đúng không? Ok, thì bây giờ không sinh ra được ở con nhà bố mẹ không nhiều tiền đúng không? Đạt cũng vậy. Đây, mặc quần áo rách như này. Đây, còn cái nịt như này. Mặc quần nịt. Không, còn đây, đây này. Rách toang hoang dàn nhấm các kiểu đây này. Nhưng mà đấy là con nhà người ta, không phải con nhà mình. Đúng không ạ? Đúng. Mình nghèo nhưng mình biết kiếm tiền, mình không xin tiền bố mẹ. Và thậm chí mình còn biết được là bố mẹ đã vất vả nuôi mình lớn, đúng không? Bố mẹ vất vả muốn nuôi mình lớn thì mình phải làm gì? Bây giờ bố mẹ già rồi thì mình phải làm gì? Mình phải làm cho bố mẹ có những ngày thảnh thơi, bố mẹ không phải suy nghĩ về mình nữa. Hay là đến khi bố mẹ khoảng 5-70 tuổi rồi vẫn cứ phải là no là con mình đã có tiền ăn chưa, hay là nó đang làm gì, hay là nó đang cái gì nhỉ, nó cái gì nhỉ, làm gì để có tiền để cho nó bây giờ, đúng không? Ini kita duduknya gini loh ya guys, nih aku nyamping gini, lihat nih, lihat. Đúng không? Mua. Đúng không? Đúng. Hiểu không? Hiểu không? Vậy còn à? Còn đúng cái nịt đây này. Quần áo rách này. Còn nói bảo là Vi không thể dắt mình đi những chỗ sang trọng để ăn uống thì xin lỗi. Này. Một nhá. Là bọn mình không phải là không có tiền để đi đến những chỗ đó. Cái vấn đề mình cũng quay trong YouTube của mình. Cái vấn đề là mình ăn mình không thấy ngon miệng. Và những thứ các bạn cho là đắt tiền, những thứ các bạn cho là sang trọng, với mình nó không quan trọng. Đúng không? Đúng. Ừ. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mình thấy ngon miệng và đơn giản là tiết kiệm, đúng không? Đúng. Money một chút này, một chút này, một chút, một chút, một chút nhiều money, đúng không? Đúng. Này này, đợi một tí đây nhá. Hôm nay này, ok, ăn cơm money một chút à, có này, ok này, hiểu không? Không, có một chút, hiểu không? Này. Ngày mai là ăn money một chút, ăn cơm money một chút, có money nè, cứ túi, hiểu không? Bỏ cái tay ra. Ngày mai tiếp, ngày mai tu ăn cơm money một chút, có money nè, hiểu không? Hiểu. Ngày mai ăn cơm một chút, có money, hiểu không? Đút túi, hiểu chưa? Nè, có money đút túi nha, nhiều này, full money, hiểu không? Hiểu không? Là full money, hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu. Ăn cơm này, ăn cơm full money à, shopping không có à, xin tiền bố mẹ no good, hiểu không? Jadi kita itu makan seadanya, bukan kita itu membagikan kesedihan apa apa ya guys. Kita itu belajar meskipun kita itu memiliki insting rezeki yang utuh, kita juga harus memikirkan kedepannya karena kita juga masih muda. Apa? Nah, jadi aku mengajarkan kesederhanaan. Kalau kalian tersinggung tentang kesederhanaan, berarti kalian itu udah menurut kalian itu udah hidup mewah semewah-mewah kalian. Tapi ingat, 1 tahun 2 tahun ke depan kita nggak tahu jadi apa,
Nah, kita nggak tahu jadi apa, entah kita masih kalian kenal atau tidak, kita juga nggak tahu. Nah, tujuan hidup kesederhanaan itu adalah membagikan poin positif, bukan untuk mengumbar-ngumbar tentang kayak kasihan, bukan. Kita itu memberikan pelajaran buat seseorang. Hidup sederhana itu nikmat. Yang pertama, bersyukur. Aku nggak pernah kayak apa ya, harus wah gitu, enggak. Jadi kalau memang penampilan-penampilan kalian nilai apapun itu, aku nggak kompetisi, aku nggak haus dengan kayak hujatan-hujatan toksik-toksik fisik, baju, penampilan. Aku akan bisa wah kalau memang itu ada acara-acara tertentu. Tidak setiap hari aku harus wah gitu. Wah gitu. Wah. Iya, kau. Wah. Nih, kita itu mengajarkan arti. Jadi kayak kalau orang yang gak ngerti tentang apa yang kita sampaikan, itu berarti orang itu bodoh. Karena apa? Dia hanya melihat kebencian tanpa memikirkan ke depannya. Gitu. Mình cũng có nói với mình. Mình cũng có nói với mình là mình muốn ăn ở đâu, muốn đi chơi ở đâu. Nhưng mà mình đi nói là anh Đạt ăn cơm ở đâu, hoặc là muốn đi đâu, hoặc là đi chơi ở đâu, hay là đi bất kỳ đâu vì sẽ cho đi. Nhưng mình nói là gì ạ? Mình ăn cơm ở nhà. Mình không thích đến những cái nơi như vậy, bởi vì làm sao, không phải là không thích, mà cái vấn đề là ăn không ngon, ăn không hợp khẩu vị của mình. Nên là mình thích ăn cơm ở nhà. Nè nè. Jadi guys, kalau seumpamanya kita lagi dicey, dicey, nah, look kayak ao mak mani, vì thức dân, tại sao, vì không thích, satu tahun ke depan, một cái gì, một tháng, hai tháng, I don't know, không biết có mani không, hiểu không? Có nghĩa là ấy. Có nghĩa là khi đi chơi ở các cái chỗ như vậy thì mình, thì cái tính mình thì sẽ hay thích kiểu đồ quần áo đẹp hay là túi đẹp với vani các thứ đẹp, thì mình hay kiểu là tắt mắt, mình thì lại hay kiểu mua, mình thì lại rất hay mua. Vì không thích, vì tức giận, vì nói vì không thích, bởi vì làm sao, phải tiết kiệm để có tiền. Bởi vì là sao, biết là ngày hôm nay có tiền, nhưng mà ngày mai thì không biết là có tiền hay không. Và bọn mình lúc nào bọn mình cũng biết ơn, bọn mình cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ, đã giúp đỡ bọn mình và ủng hộ bọn mình. Đấy là những cái mà Vi nói với mình, lúc nào cũng phải biết ơn đến những người đã giúp đỡ mình. Nhưng mà không biết là ngày mai mình còn có kiếm được tiền hay không, hay mình có tiền hay không. Nên là không nên mua những đồ như thế, tiết kiệm. Thì mình thấy đúng mà, đúng không? Tiết kiệm. Nhìn. Terus buat teman-teman juga ya, apalagi yang berhijab, terus muslim, aku udah bilang sama teman-teman, aku bukan orang baik-baik, aku juga udah bilang, aku bukan orang baik-baik dan aku bukan sepik bidadari dan malaikat. Jadi kalau kalian menuntut sempurna, bukan aku. Nah, karena aku sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Tetapi yang namanya manusia, pasti yang dicari apa? Kesalahan. Nah, aku sama dia kayak biasalah orang-orang apa sih yang namanya anak muda itu. Nah, itu nggak usah dicontoh ya guys, itu nggak usah dicontoh kami berdua, karena kami berdua bukan yang terbaik di dunia ini ya. Kalian bisa mencontohnya yang baik-baik aja ya, kalian mencontohnya yang baik-baik aja, oke? Và hai nữa là cái gì nhỉ, anh định nói cái gì nhỉ? Này cái gì? Cái gì nhỉ, đợi một tí. Đợi một tí cái gì nhỉ? Đúng rồi,
Vì cũng đã khóc đã rất là nhiều lần. Thật sự mình không, thật sự với mọi người nhá, để mà nói, để nói thật, em thì em không có nhiều tiền, em nói thật em không có nhiều tiền, nhưng em đủ khả năng mua được những bộ đồ cho Vi, những bộ đồ thật sự là để đi đến những cái nơi sự kiện. Em nói thật mọi người là kể những bộ đồ em đi sự kiện, em dám khẳng định luôn, hoặc là những bộ đồ em mua cho Vi, em dám khẳng định không thua kém bất kỳ một ai ở cái sự kiện đấy, tất cả những người nổi tiếng hay không nổi tiếng, Vi không thua kém một ai hết. Để mà xét đồ mà để Vi đi sự kiện là em nói thẳng luôn là không thua ai. Nói về giá trị, nói về tiền không thua ai hết, mà nói về đẹp cũng chẳng thua ai. Đây là em nói thẳng. Cái vấn đề là Vi không thích là vì gì? Vi sợ em mua quần áo cho Vi đắt tiền quá, mắc money. Hiểu không? Vi không thích. Bao nhiêu lần em mua xong Vi về Vi khóc. Vi khóc, Vi bảo là không cần. Bởi vì là không. Vi nói. Vi hiểu anh đã nói. Vi hiểu. Vi không nói. Vi nói. Không. Vi không thích. Bởi vì mắc money. Mắc money anh Đạt không. Anh Đạt còn cái nịt. Hiểu không? Jadi gini guys. Jadi aku udah bilang sama dia, kamu boleh kayak belanja-belanja, shopping-shopping, tapi tolong jangan setiap hari. Terus aku bilang juga, aku gak suka kamu belanja terlalu mahal kan gitu. Benar, kayak mau apa namanya guys, menyenangkan hidup sendiri gitu loh. Tapi kalau gak ada yang kontrol itu gak ada yang kontrol itu, tanpa disadari uang itu bakal habis, harta itu bakal habis. Karena apa? Foya-foya, tahu gak sih guys? Kayak seumpamanya nih, aku beli baju nih, harganya kayaknya 10 juta ya. Terus kayak beli sepatu nih, beli sepatu ini harganya berapa ini? Hah? 30 triệu. 36 triệu. 35 juta ya. Ini harga sepatu. Nah, jadi aku ngomong gini. Boleh kamu beli-beli barang branded boleh, tapi jangan keseringan. Karena apa? Beli-beli barang branded itu bisa ketular. Jadi kayak kecanduan. Jadi kayak semua, "Ih, barang ini bagus, wah murah. Wah, aku kalau pakai ini pasti nanti orang-orang bakal bilang, wah ini orang kaya banget gitu." Pasti orang-orang bilangnya kayak gitu. Ntar kita nggak tahu yang namanya takdir, roda itu selalu berputar ya, roda itu selalu berputar. Kamu sekarang beli mewah-mewah gitu, terus kalau kalian ketiban kayak masalah apapun itu, tapi ketiban masalah apapun itu, kalian nggak punya uang buat ngeluarin itu. Jadi kita harus banyak-banyak investasi, jangan banyak-banyak hal yang tidak berguna. Dan Muti, shoppingnya, nghe chuyện thì nghe nhưng vẫn shoppingnya, shopping mọi người nhá, nghe chuyện nhưng vẫn phải shopping nhá. Nhớ bấm tay vào giỏ hàng Indonesia shopping nhá. Đấy, good không? Good. Không nè. Mascara. Indonesia shopping. Nghe chuyện như vẫn phải mua hàng ý nị.